Học sinh từ khối 7 đến khối 12 tùy từng trường vẫn đang tới trường học trực tiếp để vừa đảm bảo kiến thức, hoàn thành kế hoạch năm học, vừa hạn chế lây lan dịch bệnh. Các nhà trường đang linh hoạt chủ động trong tổ chức hoạt động dạy và học. Đây là buổi học đầu tiên của lớp 9D, trường Trung học cơ sở Tân Dân, huyện Khoai Châu, sau một tuần nghỉ học phòng dịch. Ngày đầu trở lại trường, trong lớp xuất hiện F0. Sau khi rà soát, phát hiện có nhiều F1, các em được chuyển sang học trực tuyến để theo dõi sức khỏe. Đối với những F0, F1, rải rác ở các lớp, nhà trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác các bài giảng trên truyền hình, kho dữ liệu dùng chung của ngành giáo dục. Đối với các cháu F1, F0 học ở nhà, khi hết cách đi quay trở lại trường, giáo viên bộ môn rà soát lại về mặt kiến thức đối với các em học sinh, phần nào chưa rõ, phần nào chưa hiểu, chưa thấu, hỏi bạn, hỏi thầy. Và các thầy cô đều sẵn lòng và có trách nhiệm để giảng giải, cung cấp lại thông tin. So với bậc trung học cơ sở, việc kiểm soát dịch bệnh tại các trường trung học phổ thông khó khăn hơn do học sinh cư trú tại nhiều địa phương. Tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, với gần 50 học sinh là F0, nhiều học sinh sống ở các xã Liêu Xá, Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ đang có diễn biến dịch phức tạp. 11 lớp đã chuyển sang hình thức online. Đối với các lớp học trực tiếp, nhà trường chia buổi, bố trí các phòng học cách xa nhau nhằm đảm bảo giãn cách tối đa trong trường học. Cô giáo chủ nhiệm theo dõi hàng ngày và khi không còn F0 xuất hiện trong 7 ngày thì lớp đó lại được trở lại trường để học trực tiếp. Mỗi lớp chúng tôi có cái tổ phòng chống Covid của lớp, do em lớp trưởng là tổ trưởng, chịu trách nhiệm là ghi chép cái diễn biến sức khỏe của từng lớp trong mỗi một buổi học. Các trường học trên toàn tỉnh đang thực hiện dạy và học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Có trường giáo viên dạy trực tiếp trên lớp và trực tuyến cho học sinh cách ly tại nhà như trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân, Trung học cơ sở Nghĩa Hiệp. Cũng có trường giáo viên F0, F1 dạy trực tuyến cho cả học sinh có thể tới trường và đang cách ly như trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, Trung học cơ sở Trung Mạnh Trinh. Tất cả đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo kiến thức và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.